Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón lưỡi trai xinh xắn như thế này ha. Mẫu này thì mình cũng có thể áp dụng tăng giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Trên thân nón thì sẽ tạo ra những cái họa tiết xo bắp nè, và xen kẽ sẽ là các cái mũi kép đơn ha. Mặt trước là cái vành lưỡi trai nhỏ, có kèm thêm một dây quay ngang nè. Mẫu này thì các bạn cũng có thể trang trí thêm nhiều họa tiết khác nhau và thay đổi màu cho cả bé trai lẫn bé gái, hoặc là cũng có thể cho người lớn cũng được ha. Để làm được cái mẫu này thì ở đây mình sử dụng là len mill cotton 125g. Sợi len của mình sẽ là mắc S và chữ đỏ ha. Độ dày của sợi len tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Kim móc thì ở đây mình sẽ sử dụng là kim 3.5mm. Những bạn nào mà không có mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim các bạn đang có so với sợi len. Đối với những bạn nào mà dùng cái sợi len khác á, các bạn sẽ so sánh đầu kim với sợi len nè. Khi đưa vào so sánh thì độ dày của đầu kim sẽ to hơn sợi len 1/2 ha, giúp cho phần thân nón của mình nó được vừa chắc chắn mà vừa mềm mại ha. Ngoài ra thì còn có thêm kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Mình sẽ tạo ra 8 cái hạt bắp vào cái vòng tròn đầu tiên này. Hạt bắp đầu tiên thì các bạn lấy len cho mình lên kim, đâm kim vào cái vòng tròn đầu tiên, kéo len. Lúc này khi kéo len kéo dài sợi len cho bằng với 3 cái mũi bính mà mình vừa tạo. Sau đó tiếp tục lấy len lần thứ hai, đâm kim vào vòng tròn, kéo len và kéo dài sợi len cho bằng với cái mũi ban đầu ha. Tiếp tục lấy len lần thứ ba, đâm kim, kéo len. Lần thứ tư, đối với hạt bắp ban đầu thì các bạn lấy len cho mình 4 lần lên kim ha, sau đó kéo qua hết các đường trên kim, móc lên một bính khóa mũi. Ta sẽ tạo ra được hạt bắp đầu tiên ha, móc lên một mũi móc xích để tạo khoảng cách. Sau đó từ cái hạt bắp thứ hai thì hạt bắp thứ hai các bạn sẽ lấy len cho mình 5 lần liên tiếp lên kim ha. Lần thứ nhất nè, đâm kim, kéo len, kéo cho bằng với cái hạt bắp đầu tiên, lấy len lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm. Sau đó kéo len qua hết các đường trên kim, móc lên một bính khóa mũi, ta được hạt bắp thứ hai ha. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích để tạo khoảng cách, móc liên tục cho mình cho đến khi mình được tổng cộng là 8 cái họa tiết hạt bắp ha. Họa tiết thứ ba nè, kéo bằng với cái họa tiết đầu tiên ha, lấy len lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Sau đó kéo len qua hết các đường trên kim và móc lên một mũi móc xích khóa mũi, thêm một mũi móc xích để tạo khoảng cách. Tiếp tục là hạt bắp thứ tư, cũng lấy len cho mình 5 lần liên tiếp lên kim ha. Lần thứ nhất nè, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Kéo len qua hết các đường trên kim, lên một xích khóa mũi và lên một xích để tạo khoảng cách. Tương tự cho đến khi mình được tổng cộng là 8 họa tiết ha. Sau khi hoàn tất được đến họa tiết thứ 8 thì cũng móc lên cho mình 2 mũi bính nè. Sau đó mình sẽ kết thúc bằng cách đâm kim vào cái chân của cái mũi mà mình chụm nè, mình khóa cái mũi hạt bắp đầu tiên á, móc vào một mũi dời, sau đó móc lên 3 mũi móc xích. Ta nắm sợi len ngắn ở phía trong, guốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại nè. Mình sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên ha. Vòng đầu tiên của mình nó sẽ tạo ra được tổng cộng là 8 cái họa tiết hạt bắp. Đây, 8 họa tiết hạt bắp. Thì 8 họa tiết này nó sẽ tạo ra cho mình được 8 cái khoảng trống. Đây, khoảng trống giữa cái mũi xích này nè, mình sẽ có 8 khoảng trống ha. Thì đối với 8 khoảng trống này nè, các bạn sẽ móc cho mình như sau. Khi mình lên 3 mũi bính rồi, cái hạt bắp đầu tiên các bạn sẽ lấy lên cho mình 4 lần lên kim, nhưng mà mình sẽ đưa kim ra phía sau, cái khoảng trống ở phía sau của 3 mũi xích này. Móc cho mình vào đây một hạt bắp đầu tiên ha. Hạt bắp đầu tiên lưu ý cứ lên 3 bính thì các bạn lấy lên cho mình 4 lần lên kim ha. Lần thứ nhất nè, đâm kim ra phía sau ha.
sau đó kéo lên, kéo cho bằng với ba mũi bính nè. Tiếp tục lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư, sau đó kéo len qua hết các đường trên kim. Móc lên một mũi móc xích để khóa mũi và một mũi móc xích để tạo khoảng cách. Ta được hạt bắp đầu tiên. Tiếp tục di chuyển kim đến cái khoảng trống kế bên. Lúc này khoảng trống này các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này ha. Kép đơn đầu tiên nè. Lưu ý đối với mũi kép đơn các bạn nhớ kéo dài lên một tí cho bằng với cái hạt tí hạt bắp ha. Ta có được 3 mũi kép đơn liên tiếp vào cái khoảng trống thứ hai rồi thì móc lên một mũi móc xích để tạo khoảng cách. Khoảng trống thứ ba các bạn sẽ tạo cho mình một cái họa tiết sò bắp. Tức là cái khoảng trống đó mình sẽ móc hai họa tiết bắp vào đây. Họa tiết bắp đầu tiên nè. Cứ mỗi họa tiết bắp thì mình sẽ lấy len 5 lần lên kim ha. Chỉ có họa tiết bắp đầu tiên là mình lấy là 4 lần thôi. Kéo qua hết các đường trên kim. Lên một mũi móc xích để khóa mũi và một mũi móc xích tạo khoảng cách. Sau đó tiếp tục thêm một hạt bắp cũng vào cái khoảng trống đó luôn. Lấy len 5 lần nè. Kéo qua hết các đường trên kim. Móc lên một bính khóa mũi và một bính tạo khoảng cách. Như vậy là ta được một cái họa tiết sò bắp như thế này, mình tạm gọi đây là họa tiết sò bắp ha. Tiếp tục khoảng trống kế tiếp thì mình sẽ móc các cái mũi kép đơn ha. Tức là ta sẽ có xen kẽ nè. Móc vào đây 3 mũi kép đơn. Nhớ mũi kép đơn kéo dài lên một tí nha. Được 3 mũi kép đơn rồi móc lên một mũi móc xích để mình tạo khoảng cách. Sau đó các bạn sẽ làm lần lượt tương tự cho các cái khoảng còn lại ha. Cứ xen kẽ là một khoảng mình móc kép đơn và một khoảng mình tạo họa tiết sò bắp. Thì khoảng này sẽ là họa tiết sò bắp nè. Sò bắp của mình sẽ có hai hạt bắp ha. Mỗi hạt bắp sẽ lấy len 5 lần lên kim. Một bính khóa mũi và một bính tạo khoảng cách. Sau đó tiếp tục thêm một hạt bắp vào cũng khoảng trống đó luôn. Kéo qua hết các đường trên kim nè. Lên một xích khóa mũi và một xích tạo khoảng cách. Một xích khóa mũi nè, một xích tạo khoảng cách. Sau đó móc tương tự cho mình cho đến hết ha. Cứ xen kẽ là được. Một khoảng có 3 mũi kép đơn và một khoảng có họa tiết sò bắp. Lên một bính để mình tạo khoảng cách nè. Sau khi đã móc được đến cuối vòng nè, ở cái khoảng trống đầu tiên mà mình tạo một cái hạt bắp đầu tiên á, thì các bạn tiếp tục bổ sung cho mình thêm một hạt bắp nữa để mình được hoàn tất một họa tiết sò bắp ha, cũng vào cái khoảng trống đó luôn. Thì các bạn sẽ lấy len 5 lần lên kim để tạo một cái hạt bắp vào khoảng trống này ha. Lần thứ nhất nè, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, sau đó kéo qua hết các đường trên kim. Lên một bính khóa mũi và một bính tạo khoảng cách. Sau đó để kết thúc được cái vòng móc thứ hai này, đâm kim vào cái họa tiết bắp đầu tiên là cái vị trí mà mình khóa mũi á, móc vào đó một mũi dời. Sau đó móc lên 3 mũi móc xích. Ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ hai ha. Lúc này cái hàng móc thứ hai của mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 4 họa tiết sò bắp. Và xen kẽ sẽ là các cái mũi kép đơn ha. Ta sẽ tăng được tổng cộng là 12 mũi cho vòng móc thứ hai này. Tiếp tục đến vòng móc thứ ba, thì vòng móc thứ ba tương tự như hàng móc thứ hai, các bạn cũng đưa kim ra khoảng trống ở phía sau, tạo cho mình một nửa họa tiết sò như thế này. Tức là mình sẽ móc họa tiết hạt bắp đầu tiên ở cái khoảng trống phía sau này ha. Hạt bắp đầu tiên lưu ý lấy len 4 lần ha. Sau đó kéo len qua hết các đường trên kim. Một xích khóa mũi và một xích tạo khoảng cách. Khi được một nửa của họa tiết sò này rồi, lúc này mình sẽ di chuyển kim đến các chân móc của 3 mũi kép đơn này. Thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình vào 3 chân đó, mỗi chân là 2 mũi kép đơn ha. Chân đầu tiên móc 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc nè. Chân thứ hai cũng móc cho mình 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Và chân thứ ba cũng tương tự, móc 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Như vậy là ở cái vị trí 3 mũi kép đơn này nè, 3 chân móc này mình sẽ tăng lên được tổng cộng là 3 mũi ha. Ta sẽ có 6 mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích để mình tạo khoảng cách. Di chuyển kim đến cái họa tiết sò bắp này, lúc này mình sẽ có 3 cái khoảng trống. Khoảng trống giữa của kép đơn và bắp nè,
khoảng trống giữa hạt bắp và khoảng trống phía sau ha. Thì mình sẽ không móc vào hai cái khoảng trống hai bên mà mình móc vào khoảng trống chính giữa của hạt bắp. Móc cho mình vào đây hai hạt bắp tương tự. Mỗi hạt bắp lấy len 5 lần lên kim ha. Ta có được hạt bắp đầu tiên nè. Tiếp tục hạt bắp thứ hai cũng vào cái khoảng trống đó luôn. Lên một bánh khóa và một bánh tạo khoảng cách nè. Như vậy là mình sẽ có được họa tiết xo bắp như thế này. Xo bắp này nó sẽ thẳng hàng với cái xo bắp bên trên ha. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các cái chân móc của ba mũi kép đơn này. Thì ba mũi này nè, mình có ba chân thì làm tương tự giống như cái ba chân bên này ha. Cứ mỗi chân mình sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên hai kép đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc hai kép đơn vào cùng chân móc. Nhớ cho mình là mũi kép đơn các bạn kéo dài lên ha. Tiếp tục chân thứ ba hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta cũng tăng lên được ba mũi cho cái khoảng này ha. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì ở đây nè, cái khoảng đầu tiên mà mình tạo một hạt bắp, tiếp tục bổ sung thêm một hạt bắp nữa để mình tạo ra được họa tiết xo bắp ha. Một bánh khóa và một bánh tạo khoảng cách. Kết thúc cũng đâm kim vào cái chân mà mình khóa của hạt bắp đầu tiên. Móc vào một mũi dời và móc lên 3 mũi móc xích. Như vậy là ta hoàn tất được vòng móc thứ ba. Vòng móc thứ ba này của mình cũng tăng lên tổng cộng là 12 mũi móc. Tức là mỗi cái cụm mà có các cái mũi kép đơn này nè, mình sẽ có tổng cộng tăng lên được 12 mũi ha. Tiếp tục vòng móc kế tiếp mình cũng tăng lên 12 mũi móc tương tự. Ở cái cụm đầu tiên cũng làm tương tự như các hàng bên trên ha. Móc vào khoảng phía sau một hạt bắp. Hạt bắp đầu tiên lấy len 4 lần lên kim. Kéo qua hết các đường trên kim. Một bánh khóa và một bánh tạo khoảng cách. Lúc này mình di chuyển kim đến các chân của mũi kép đơn nè. Thì mình có 6 mũi kép đơn tạo ra 6 chân. Thì 6 chân này các bạn sẽ tăng cho mình một mũi ở đầu, một mũi ở cuối và một mũi nằm ở chính giữa ha. Có thể chọn một mũi bất kỳ nằm ở chính giữa. Thì cái chân đầu tiên mình sẽ móc hai kép đơn nè. Đến các chân nằm chính giữa thì mỗi chân móc một mũi kép đơn, chọn cho mình một chân móc bất kỳ để mình móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Chân kế bên mình sẽ móc một mũi kép đơn nè. Mình sẽ chọn cái chân móc kế tiếp móc hai mũi kép đơn vào đó. Các bạn cũng có thể chọn một chân móc bất kỳ ha. Sau đó các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn và tiếp tục tăng mũi ở cái chân móc cuối cùng ha. Thì chân cuối cùng sẽ móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là ở cái cụm mũi kép đơn này mình cũng tăng lên được 3 mũi ha. Một mũi đầu, một mũi cuối và một mũi bất kỳ nằm chính giữa nè. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích tạo khoảng cách. Họa tiết xo bắp thì sẽ làm tương tự như các họa tiết bên trên ha. Đâm kim vào chính giữa của họa tiết xo, móc hai hạt bắp tương tự. Ta sẽ hoàn tất được họa tiết xo bắp nè, nó cũng thẳng với cái họa tiết xo ở bên trên ha. Các chân móc bên này thì cũng làm tương tự cho mình giống như cái cụm bên này ha. Tăng một mũi đầu, một mũi cuối và một mũi bất kỳ nằm chính giữa. Thì mũi đầu móc hai mũi kép đơn. Các chân nằm chính giữa thì chọn một chân móc bất kỳ để móc hai mũi kép đơn. Khi đã chọn được một chân móc có hai mũi kép đơn rồi thì các chân còn lại mỗi chân một mũi kép đơn ha. Đến chân móc cuối cùng thì mình sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Thì như vậy là ở cụm này mình cũng tăng lên được 3 mũi móc nè. Một mũi đầu tiên, một mũi cuối cùng và một mũi bất kỳ nằm chính giữa ha. Móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng cũng bổ sung một họa tiết bắp vào cái khoảng trống cuối cùng ha.
Kết thúc thì đâm kim vào cái chân mà mình kết thúc mũi của cái họa tiết bắp đầu tiên, sau đó lên 3 mũi móc xích. Đây thì vòng này mình cũng tăng lên tổng cộng là 12 mũi ha. Mỗi cụm như thế này tăng được 3 mũi nè, thì 4 cụm mình tăng được 12 mũi. Tiếp tục các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Cứ mỗi vòng móc thì mình sẽ tăng lên 12 mũi cho mỗi vòng. Thì cách tăng cũng tương tự như cái vòng mà mình vừa tăng ha. Ta sẽ móc một nửa sò ở phía sau trước nè. Sau đó tiếp tục sẽ là các cái chân của mũi kép đơn, thì mình cũng làm tương tự, tăng mũi đầu, mũi cuối và một chân móc nằm chính giữa ha. Các bạn có thể chọn cho mình bất kỳ một chân móc nào nằm chính giữa cũng được. Và để cho đều thì mình có thể phân bổ ở cái chân nằm chính giữa nhất nha. Chân đầu tiên móc 2 kép đơn. Các chân nằm chính giữa thì mỗi chân móc một mũi kép đơn. Chọn một chân móc bất kỳ để móc 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Để cho cái nón được cân đối thì mình sẽ chọn chân móc nằm chính giữa ha. Móc vào đây 2 mũi kép đơn nè. Các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi kép đơn và chân móc cuối cùng mình sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Chân cuối cùng nè, 2 mũi kép đơn. Như vậy là ở cụm này mình cũng tăng lên được 3 mũi móc. Một mũi đầu, một mũi cuối và một mũi bất kỳ nằm chính giữa. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích để tạo khoảng cách, sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết vòng và thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần vòng tròn của nón đạt được cái độ rộng như các bạn mong muốn. Ở đây mình đã tăng lên được nhiều vòng móc, lúc này cái vòng tròn của nón nó đã đạt được cái độ rộng như mình mong muốn rồi nè. Thì mình sẽ có hai cách để các bạn tăng size ha. Cách đầu tiên nè, do chất len của mình nó có độ co giãn nên khi các bạn lật ngửa cho mình cái phần thân nón lại, mình sẽ canh chỉnh cho các vòng móc nó đều hơn ha. Canh chỉnh cho phần thân nón của mình nó đều tròn nè. Canh vừa phải thôi chứ đừng có kéo giãn quá mũi móc nha. Tiếp đến là sử dụng thước dây, các bạn sẽ đo cho mình cái đường kính mà mình đang có của cái vòng tròn này. Thì khi các bạn đo cho mình đường kính là cái đường nằm chính giữa như thế này nha. Mình có được cái đường kính của cái phần vòng tròn nón rồi, thì các bạn sẽ lấy cho mình đường kính nhân cho 3,14. Ta sẽ ra được cái kích thước của cái vòng ngoài cùng mà mình đang có là bao nhiêu cm ha. Các bạn cần xác định cho mình số đo vòng đầu của size các bạn đang móc là bao nhiêu. Thì mình có để số đo vòng đầu ở bên dưới phần mô tả nha. Cách thứ hai là mình sẽ đưa cái mặt trái của sản phẩm ra ngoài. Các bạn sẽ dùng thước dây để mình đo. Cách này là cách đơn giản nhất nè. Các bạn sẽ đo cho mình từ cái điểm mà mình bắt đầu móc. Chất len nó có độ co giãn nên khi đo các bạn sẽ đo tương ứng thôi ha, chứ nó không có hoàn toàn chính xác đâu. Mình cứ đo cho đến cái vị trí đầu tiên mà mình bắt đầu đo. Thì lúc này mình cũng đạt được cái kích thước cái vòng ngoài cùng mà mình có được là bao nhiêu rồi ha. Sau đó mình sẽ so sánh với lại cái số đo vòng đầu mà các bạn cần móc. Mình sẽ có một lưu ý đối với cái vòng tăng cuối cùng ha. Các bạn để ý cho mình từ cái phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình tăng nè. Cứ mỗi cụm mà mình móc các cái mũi kép đơn á, ở đây mình có 4 cụm có móc mũi kép đơn nè. Thì mỗi cụm khi tăng đều như vậy ta sẽ có 3 điểm tăng ha. Một điểm tăng đầu, một điểm tăng nằm chính giữa và một điểm tăng cuối. Thì 4 lần như vậy mình sẽ có tổng cộng là 12 điểm tăng ha. Mỗi vòng móc cứ tăng 12 điểm như vậy. Thì đối với những trường hợp mà khi tăng 12 mũi đều như vậy á, cái vòng cuối cùng của mình nó có thể quá rộng so với cái số đo vòng đầu của các bạn cần có. Cho nên các bạn cần canh chỉnh cho mình ở cái hàng móc tăng cuối cùng ha. Thì thay vì có 3 điểm tăng nè, 3 điểm tăng là điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối ha. Các bạn có thể sắp xếp cho mình cái vòng cuối cùng này ít hơn cái số mũi móc này. Tức là ở cái cụm đầu tiên mình có thể tăng đều, và cái cụm thứ hai các bạn có thể không cần phải tăng, hoặc là mình tăng ít hơn 3 mũi ha. Tức là các bạn sẽ chọn cho mình một trong các cái điểm này mình tăng một trong 3 điểm thôi, chứ mình không cần phải tăng 3 điểm. Ở đây mình không cần tăng điểm đầu, điểm cuối nè, mình chỉ tăng điểm chính giữa thôi ha. Tức là mình đã bớt đi được 2 mũi. Chất len của mình nó có độ co giãn cho nên các bạn sẽ canh chỉnh cho mình ở cái hàng tăng cuối cùng ha, có thể ít hơn 12 mũi tăng. Sau khi đã hoàn tất được cái kích thước của vòng cuối cùng này rồi thì các vòng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa.
tức là các bạn sẽ móc đều cho mình ha. Đối với cái họa tiết xo bắp thì mình sẽ móc tương tự như các hàng bên trên. Ta cũng đâm kim ở phía sau của cái họa tiết bắp đầu tiên nè, mình tạo một nửa họa tiết bắp trước. Lưu ý là cái họa tiết bắp đầu tiên mình sẽ lấy len 4 lần lên kim nhé. Mình tạo một nửa của xo bắp trước nè, một bến khóa và một bến tạo khoảng cách. Lúc này mình không cần phải tăng mũi nữa, các bạn cứ móc đều, mỗi chân làm một mũi kép đơn ha. Móc đều tức là mình sẽ không có cái chân móc nào có hai mũi kép đơn cùng chân móc nha. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại. Đến cái họa tiết xo bắp thì cũng làm tương tự như các hàng bên trên. Các cái chân của mũi kép đơn thì mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi kép đơn ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa, cho đến khi các bạn gặp đôi cái phần thân nón lại nè. Mình sẽ đạt được chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàm mà mình móc cuối cùng, nó sắp xỉ gần đến phần tai nha. Thì cái chiều cao này mình có để ở phần mô tả, các bạn sẽ dựa vào cái chiều cao đó và mình làm cho size tương ứng. Sau khi đã móc thêm cho mình nhiều hàng móc đều không tăng mũi thì lúc này ta đạt được chiều cao từ đỉnh nón đến hàng cuối cùng, sắp xỉ bằng đến cái phần tai ở bên trên rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ viền lại một hàng móc để cố định lại cái phần thân nón bên trên này. Để viền lại cái phần thân nón này mình sẽ sử dụng mũi móc đơn để viền ha. Ta sẽ móc vào cái khoảng trống đầu tiên mà mình gặp này nè, móc vào đó một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến các chân của mũi kép đơn này, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Các bạn sẽ viền cho mình cho đến cái họa tiết xo bắp đầu tiên mà ta gặp nha. Sau khi đã viền được đến cái họa tiết xo bắp đầu tiên mà ta gặp rồi nè, thì lúc này mình sẽ có ba cái khoảng trống. Một khoảng trống đầu tiên, khoảng trống chính giữa của họa tiết xo và khoảng trống phía ngoài này, thì khoảng trống đầu tiên móc một mũi móc đơn. Khoảng trống chính giữa của họa tiết xo bắp thì mình sẽ móc hai mũi móc đơn. Và tiếp theo cái khoảng trống ở phía ngoài móc một mũi móc đơn. Như vậy là ở cái họa tiết xo bắp mình sẽ viền lại ở 4 mũi móc như thế này. Các chân còn lại thì mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn ha. Và các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến chân móc viền cuối cùng. Sau khi viền đến chân cuối cùng thì đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích. Lúc này ta hoàn tất được phần thân nón ở phía trên ha. Phía trên thân nón lúc này mình sẽ có 4 cái đường móc của họa tiết xo bắp. Những bạn nào mà thích cái đường này nằm chính giữa nè, thì mình sẽ không cắt len và mình sẽ bắt đầu móc cái phần vành nón ở cái điểm này luôn. Còn những bạn nào mà muốn trang trí ở phía trước cho phần thân nón của mình á, ví dụ như trang trí tên hay là họa tiết á, thì mình sẽ để hai cái đường viền nằm hai bên. Và lúc này mình sẽ cắt len để mình canh ha. Các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cho hai cái họa tiết xo bắp của mình nó nằm trung tâm như thế này. Đây, chập đôi lại nè. Mình sẽ để hai cái họa tiết xo nó nằm hai bên như thế này. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Từ vị trí bên phải qua, mình sẽ giống từ bên phải qua. Các bạn sẽ chừa cho mình khoảng tầm 1 cho đến 1,5cm ở bên hông đi qua ha. Chừa khoảng tầm 1 cho đến 1,5cm. Và bên ngược lại cũng vậy ha, mình cũng chừa khoảng tầm 1 cho đến 1,5cm. Có kim đánh dấu thì các bạn sẽ đánh dấu cho mình ở cái điểm này nha. Đây, bên này qua cũng 1 đến 1,5cm nè. Sau đó để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc. Một cái đường móc nằm ở bên dưới và một cái đường móc nằm ở bên trên như thế này. Mình sẽ đâm kim vào cái đường móc nằm bên trên ha. Bắt đầu từ cái chân móc từ 1,5 nè, đi vô. Mình sẽ chọn cái chân móc đó. Mình cũng đâm kim vào cái đường móc ở bên trên nhé. Sau đó kéo nút mình vừa tạo qua cái chân móc này. Hàng đầu tiên cho tất cả các cái size các bạn cũng đều làm như vậy cho mình ha. Mình sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đó chân đầu tiên sẽ là cái chân mà mình vừa móc mũi dời đó, ta sẽ không móc vào đó nữa mà đâm kim vào chân kế bên móc cho mình một mũi nửa kép. Vành nón này mình sẽ sử dụng mũi nửa kép ha. Bỏ qua chân đầu tiên đó, chân thứ hai móc một mũi nửa kép. Và cái đường nằm bên trên nè. Tiếp tục chân thứ hai cũng móc một mũi nửa kép. Khi có được hai mũi nửa kép mỗi chân móc rồi thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình hai mũi nửa kép cùng một chân ha. Như vậy là ở đây mình sẽ có được một cái cụm móc như thế này. Hai mũi nửa kép mỗi chân, sau đó là hai mũi nửa kép cùng chân móc.
Cho tất cả các cái size các bạn đều móc tương tự cụm này cho mình. Mình sẽ móc các cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cái chân mà mình đánh dấu bên này ha. Trừ 1,5 cm nè. Sau khi hoàn tất được hàng móc đầu tiên của phần lưỡi trai nè, thì ở bên này mình chừa ra khoảng tầm 1 đến 1,5 cm, bên này các bạn cũng chừa cho mình như vậy ha. Và lưu ý chừa cho mình hai chân móc kế cuối nữa để mình chụm lại hai chân móc đó thành một mũi. Tức là ở cái điểm đầu tiên mình có giảm mũi nên hai chân móc này mình sẽ giảm mũi lại thành một mũi ha. Lấy len nè, sau đó đâm kim vào cái đường móc bên ngoài của chân kế bên. Tiếp tục đưa kim ra phía ngoài, đâm vào chân kế tiếp là cái chân sát với cái mũi mà mình đánh dấu ha. Kéo qua ba đường trên kim nè. Như vậy là hai cái chân phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên ha. Ta giảm đi được một mũi. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì cái hàng đầu tiên nó đã giúp cho phần vành nón của mình nó có cái độ rộng ra rồi ha. Thì hàng thứ hai xen kẽ sẽ là một hàng móc đều không tăng mũi. Thì hàng móc không tăng mũi mình cũng giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc nha. Nó giống như cái hàng bên trên á, tức là chân đầu tiên không móc vào đó, móc vào chân thứ hai một mũi nữa kép. Và lưu ý cho mình lúc này các cái mũi móc của mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không đâm kim vào đường bên ngoài nữa ha. Cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi nữa kép nè, đều đâm kim luôn vào chân móc nha. Móc chừa cho mình hai chân móc cuối cùng. Sau khi đã móc cho mình được hàng mũi nửa kép, còn dư lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân móc đó mình sẽ chụm lại thành một mũi ha. Cách chụm như sau nè. Các bạn lấy len cho mình lên trên kim, sau đó ta đâm kim vào chân kế cuối. Kéo len qua chân móc. Tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng. Kéo len qua chân móc, lúc này trên kim sẽ có 4 đường ha. Kéo len qua hết 4 đường trên kim. Như vậy là hai chân phía dưới chụm lại thành được một mũi bên trên nè. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì cái hàng móc thứ hai của mình đã móc đều và không tăng mũi rồi, thì xen kẽ sẽ là một hàng tăng mũi ha. Hàng tăng mũi này các bạn sẽ móc cho mình bỏ qua chân đầu tiên, chân thứ hai một mũi nửa kép, chân thứ ba một mũi nửa kép và chân thứ tư một mũi nửa kép. Như vậy là ở đây mình sẽ có được 3 mũi nửa kép mỗi chân nè. Có được 3 mũi rồi thì chân kế tiếp móc 2 mũi nửa kép cùng chân móc. Thì các bạn sẽ để ý cho mình ở cái cụm này ha. Cụm này mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi nửa kép lẻ mỗi chân lên một mũi so với cái hàng đầu tiên. Hàng đầu tiên của mình là 2 nửa kép mỗi chân. Thì hàng tiếp theo của mình sẽ là 3 mũi nửa kép mỗi chân ha. Xen sẽ là 2 mũi nửa kép cùng chân nè. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối cùng. Chừa cho mình hai chân móc cuối cùng để mình chụm lại thành một mũi nha. Tức là đến cái chân móc cuối cùng này ta sẽ không nhất thiết phải đủ cụm nha. Sau đó các bạn sẽ móc xen kẽ một hàng tăng mũi thì một hàng không tăng mũi, một hàng tăng thì một hàng không tăng. Các hàng tăng thì cứ tăng tịnh tiến số mũi nửa kép lên một mũi, tăng cho đến khi đạt được độ rộng ha. Thì đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 4 hàng móc ở cái phần vành, nó đã có cái độ rộng vừa phải rồi. Một hàng tăng xen kẽ một hàng không tăng ha. Ở đây mình có 4 hàng nè, tạo cái độ rộng cho phần vành nón rồi. Thì bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ cái phần thân nón này từ phía sau ra cái phần lưỡi luôn ha. Đối với cái hàng viền này các bạn lưu ý móc chật tay lại cho mình để cho mình cố định lại được cái mũi móc nha. Thì ở cái hàng viền đầu tiên mình sẽ bắt đầu viền ở cái phần vành lưỡi trước theo cái chiều mà mình đang móc nè. Mình sẽ viền một hàng mũi nửa kép cho cái phần trước của vành ha. Thì để viền lại các bạn cũng bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi nửa kép. Sau đó làm tương tự cho các chân còn lại và lưu ý móc chật tay lại nha, cho cái mũi móc của mình nó được cứng cáp, giúp cho phần vành của mình khi mà mình sử dụng nó không có bị cúp nha. Viền cho mình cho đến cái chân móc bên này. Sau khi đã viền cho mình được một hàng mũi nửa kép cho đến cái chân móc cuối cùng rồi nè, thì lúc này cái phần vành nó sẽ có cái độ cứng cáp. Ở phần thân hông này và cái phần phía sau này mình sẽ sử dụng mũi đơn nha. Cái chân móc mà mình vừa móc mũi nửa kép đó, móc tiếp cho mình hai mũi móc đơn để mình tạo cái đường bo nha. Móc đơn đầu tiên và móc đơn thứ hai cùng một chân móc. Sau đó tiếp tục ở các cái chân bên này thì các bạn để ý mình sẽ có 4 chân móc của 4 hàng. Thì 4 chân móc của 4 hàng đó, mỗi chân móc một mũi móc đơn ha. Chân móc nè, móc một mũi móc đơn nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai.
Các bạn cứ móc viên tương tự cho mình cho đến cái phần vành ở phía sau ha. Tiếp tục nè, chân móc của cái hàng thứ ba nè. Và chân móc của hàng thứ tư, chân móc của hàng thứ tư sẽ là cái chân giao nhau giữa cái phần lưỡi với cái phần thân ha. Móc vào đó mũi móc đơn nè. Như vậy là ta sẽ viền lại được cái phần bên hông của lưỡi trai. Các chân ở phía sau thì mỗi chân móc một mũi móc đơn. Lúc này mình đã có những chân móc cụ thể rồi ha. Thì các bạn cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến hết là được. Đến cái phần thân hông của lưỡi trai bên này các bạn cũng làm tương tự cho mình ha. Tức là mình cũng móc ở cái điểm giao nè, một mũi móc đơn. Sau đó ba chân kế tiếp của ba cái hàng móc kế tiếp nè, mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng sẽ là cái chân móc mà mình bỏ qua của cái hàng viền đầu tiên á, là cái chân móc mình bỏ qua nè, móc tiếp vào đó hai mũi móc đơn. Sau đó đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên mà mình bắt đầu viền, móc vào một mũi dời, kéo dài sợi len và cắt len. Lúc này sợi len của mình đang nằm ở mặt phải ha. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời, kéo sợi len ra phía sau, sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Cách chỉnh lại cho các cái mũi móc đó được đều nè. Thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được phần thân nón với cái lưỡi trai như thế này. Đây, lưỡi trai của mình sẽ cứng cáp hơn ha. Bây giờ mình sẽ tạo một cái đường dây quay ngang. Để tạo đường dây quay ngang các bạn sẽ tạo cho mình một nút nè. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích sao cho mình có cái độ dài á, vừa đủ nối từ cái phần bên này qua bên này ha. Đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 34 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái dây xích này sẽ tùy vào size nó mà các bạn thay đổi ha. Sau khi đã đủ được cái độ dài của sợi dây xích này ta ướm vào nè, nó sắp xỉ bằng với cái phần lưỡi rồi ha. Thì tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Đâm kim vào chân thứ 34 móc một mũi kép đơn. Sau đó móc lần lượt tương tự cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cái chân móc cuối cùng nè thì lưu ý cho mình ở cái chân móc cuối cùng. Để mình tạo được cái độ cong cho cái hàng này á, các bạn sẽ móc cho mình vào chân cuối cùng đó 7 mũi kép đơn cùng một chân móc nha. Kép đơn đầu tiên. Tiếp tục kép đơn thứ hai vào cùng chân móc. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Và mũi kép đơn thứ bảy cũng vào chân móc đó luôn. Khi hoàn tất được 7 mũi kép đơn vào chân móc cuối cùng, ta sẽ tạo được cái độ bo như thế này. Thì mình tiếp tục di chuyển kim đến các chân bên này, mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến hết. Khi móc được đến chân móc cuối cùng này thì các bạn lưu ý cho mình, ở cái chân móc cuối cùng cũng là chân đầu tiên mà mình móc một mũi kép đơn. Thì lúc này mình đã có một mũi rồi ha. Tiếp tục móc cho mình thêm 6 mũi vào đây để ta có tổng cộng là 7 mũi bằng với đầu bên kia nhé. Mũi thứ nhất nè, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu. Đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Sau đó giấu sợi len thừa ra phía sau. Và các bạn có thể sử dụng cho mình keo nến hoặc là kim khâu, mình khâu cố định cái hàng này ở phía trên của cái phần lưỡi ha. Khâu cố định lại. Thì sau khi đã cố định lại được cái phần dây quay ngang, có thể trang trí cho mình thêm hai hạt nút ở hai bên nè. Mẫu này thì mình có thể tăng giảm size hoặc là phối màu tùy thích cho bé trai, bé gái hoặc là cả người lớn cũng được ha. Như vậy là ta vừa hoàn tất được một mẫu nón lưỡi trai cho bé xinh xắn như thế này. Các bạn thích thì cũng có thể trang trí họa tiết ở chính giữa cho thân nón của mình thêm xinh xắn hơn. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!